thị trường ngày hôm qua có một cái phiên phục hồi rất tốt với rất nhiều những cái mã cổ phiếu phục hồi mà nó cố phiên à, thì sau cái buổi ngày hôm qua thì rất nhiều anh chị nhà đầu tư à, kỳ vọng rằng trong cái buổi ngày hôm nay à, thì các cái mã cổ phiếu nó sẽ tiếp tục cái đào phục hồi đó và sẽ có những cái mức phục hồi tiếp tục à, sau cái phiên dược ngày hôm qua à, tuy nhiên thị trường ngày hôm nay thì nó lại vận động à, đi ngược với đám đông à, khi mà thị trường nó rung lắc từ buổi sáng và trong phiên thì dao động biến động rất là nhiều à, mặc dù thì cái mức thanh khoản của thị trường nó rất là thấp À, thì nhiều anh chị nhà đầu tư có nhắn tin hỏi em là em ơi sao thị trường nó chán về em ngày hôm qua phục hồi con cây à ngày hôm nay giảm lại à, có nhiều những cái mà cổ phiếu ngày hôm qua phục hồi bốn năm phần trăm mà ngày hôm, mà ngày hôm nay thì giảm ngược lại gần như là lấp lại cái phiên dự ngày hôm qua thì chị chán quá em ơi đó, ví dụ như là một số những cái mảng cổ phiếu ngày hôm qua phục hồi ngày hôm nay giảm ngược trở lại ví dụ vnd hoặc là ssi đó, hoặc là stb hoặc là dg đã có rất nhiều những cái mảng cổ phiếu hoặc là fcn lcg thì nhiều những cái mà cổ phiếu ngày hôm qua thì phục hồi tốt đó, nhưng mà ngày hôm nay thì nó bắt đầu nó giảm điểm trở lại À, thì có một số anh chị nhà đầu tư hỏi em là em ơi sao thị trường nó chán với em à, cứ chị cứ tưởng là sau ngày hôm qua là thị trường nó tạo đấy rồi Đó. thì à, liệu cái thị trường trong cái dịp này á, thì nó, nó đã tạo đấy hay chưa à, và các cái góc nhìn với thị trường mà sẽ lưu ý như thế nào à, thì trong cái buổi video ngày hôm nay à, thì em sẽ chia sẻ vấn chị. À, bởi vì anh chị lưu ý này khi mà anh chị đầu tư trên thị trường á, thì anh chị phải có một cái tư duy nguyệt. À, gọi là xin lỗi anh chị phải có một cái tư duy ngược tức là gì à, tức là anh chị hay nghe một cái câu là thị trường sinh ra trong ảm đạm à, cái cổ phiếu sinh ra trong ảm đạp lớn lên trong nghi ngờ và chết trong sự sợ, sợ hãi đó, tức là hôm, hôm, qua giờ thì có rất nhiều chị hỏi à, nhà tư nhắn tin hỏi em là em ơi sao cái mà cổ phiếu này nó không lên em à, em ơi sao cái thanh khoản của thị trường nó lại thấp về em à, đạt ơi sao cái mà cổ phiếu ngàn qua nó mới tăng mà ngàn hôm nay nó không tăng nữa em tức là chị thấy anh chị thấy là cái tâm lý anh chị giang này nó bị nó bị dao động liên tục và nó làm cho anh chị rất là chán nản đó thì đó gì thì đó là những cái cơ hội và để có thể là mình sẽ theo dõi các cái mã cổ phiếu để mình săn cho cái nhiều sắp tới bởi vì sao bởi, bởi vì anh chị luôn là các cái mảng cổ phiếu chị nhiều những cái mảng cổ phiếu mạnh đó, nó chỉ sinh ra lúc thị trường nào hạm đạm thôi nên là chị phải tận dụng cái cơ hội này để chị có thể theo dõi các cái mảng cổ phiếu để chúng ta tập trung giải ngân ở trong sắp tới thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với chị về cái góc nhìn thị trường cũng là cái vận động qua về một số các cái những mảng ở các cái mảng cổ phiếu để chị có thể tìm những cái cơ hội trong sắp tới cho mình với các cái mã cổ phiếu chị ha Rồi ok Rồi thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư Đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official à, Thì em là Nguyên Đạt à, Ngày hôm nay như thường lệ thì vào mỗi thứ năm Thì chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường Để nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên duyệt ngày hôm nay Ngày hôm nay thì em đánh giá là một cái phiên duyệt khá là hay Tức là ai cũng kỳ vọng là thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi đúng không Nhưng mà thị trường ngày hôm nay nóng hồi đã thì lát nữa thì em sẽ phân tích yếu tố về vận động cũng như là cái tâm lý cho mọi người ha à, về cũng sẽ nhìn qua về một số các cái những ngành ở à, các cái mã cổ phiếu à, để giúp anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn à, với các cái mã cổ phiếu trong sắp tới à, sau cái phiên nhuận ngày hôm nay á, ngày hôm nay thì anh chị thấy là thị trường này ảm đạm à, và các cái mã cổ phiếu nhiều những cái mã cổ phiếu nó biến động à, nhưng mà sau cái phiên nhuận ngày hôm qua và ngày hôm nay á, thì với cái góc nhìn của em á, thì em đã tìm ra những cái mã cổ phiếu mạnh nhất trong những ngày tới rồi à, nói thì hơi sớm nhưng mà là với góc nhìn của em thì em đã tìm ra rồi nếu anh chị nào có theo dõi các em trong dòng này này thì chỉ cần về thị trường cây này cây này cây này, cây này á làm đã biết được là gì là thị trường cái nhịp sắp tới là dòng nó nó chạy mạnh rồi đó nên là ngày hôm chỉ cần thị trường trong 3 phiên vừa rồi thôi thì ngày hôm nay thôi thì em biết là cái nhịp sắp tới thì những cái mã cổ phiếu nào là những cái mã cổ phiếu tiềm năng nhất rồi Ở thì tạm thời thì lát nữa thì em sẽ chia sẻ một cách bình thường nha chứ em cũng sẽ không nói cái mã cổ phiếu mạnh cái mã cổ phiếu nào yếu hết ok nhưng mà với góc nhìn của em ngày hôm nay thì em đã có rồi <laughs> ok anh chị ha đó. À, thì anh chị xem video thì anh chị uh... À, nhớ bỏ ra vài giây ha. Nhấn giúp em một cái nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. À, còn nếu anh chị muốn đồng hành cùng em trong các sóng sắp tới để được em định hướng kỹ hơn trong room cái này thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý quen à, số điện thoại thì em có để dưới màn hình. À, để sắp tới thì em định hướng với mọi người à, giải ngân các cái mặt cổ phiếu làm sao tranh tối ưu nhất à, trong nhiệm sắp tới anh chị ha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Ở à, phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thị trường của cái phiên duyệt ngày hôm nay, à, phiên giao dịch ngày 28 tháng 9. Thì thị trường ngày hôm nay đóng cửa cái mức giảm nhẹ là khoảng 1,42 điểm à, với một cái mức đóng cửa là 1. 1.152,43 điểm. À, thanh khoản của thị trường ngày hôm nay rất là thấp hơn vậy. Ngày hôm nay có thể nói là một cái phiên thanh khoản thấp nhất kể từ cái vùng đáy đây này. Nếu mà chúng ta so sánh là cái phiên thanh khoản thấp nhất của thị trường trong khoảng một tháng vừa qua. À, tức là cái phiên ngày hôm nay á, thì nó ngang bằng so với cái phiên ngày 23 tháng 8. À, với một cái mức thanh khoản rất là thấp như vậy. Đó, à, thì ngày hôm nay thanh khoản của thị trường là à, tầm khoảng là gần 16 nghìn tỷ. Với đầu rộng thì có 200, mười 211 mã tăng và 282 mã giảm. Trong rổ VIN30 thì có 10 mã tăng và 18 mã giảm. Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động đi ha. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái mặt vận động của thị trường ngày hôm nay. À, để chị biết được là thị trường ngày hôm nay nó vận động như thế nào. Rồi thì trong cái buổi chiều ngày hôm qua đó thì thị trường nó có một cái sự phục hồi rất là tốt. Ngày hôm qua thị trường nó có một cái sự phục hồi rất là tốt. À, tuy nhiên chị lưu ý là trong sau cái phiên ngày hôm qua đó thì tất cả các thị trường xin lỗi chị tất cả các cái góc nhìn của nhà đầu tư À, và với cái góc nhìn của riêng em luôn thì em kỳ vọng là thị trường nó sẽ có một cái nhịp hưng phấn tốt tức là thị trường nó sẽ có một cái nhịp bu lên à, và tiếp đà hơn quả buổi chiều ngày qua nhưng mà không thị trường trong buổi sáng là nó đã rung lắc thẳng rồi ví dụ như anh chị thấy là buổi sáng ví dụ một số những cái mặt cổ phiếu ngân hàng á, ví dụ như CTG buổi sáng chị thấy là cái CTG nó giảm gần 3% hoặc là một số những cái mặt cổ phiếu như SSI, VND, HCM, Visa là buổi sáng nó đã giảm rồi thì với cái vận động của nhiều những cái mặt cổ phiếu trụ dùng ngân hàng À, chứng khoán và một số những cái mã cổ phiếu như VIX, Vinhome, VRE buổi sáng cũng giảm thì nó làm cho thị trường nó không có sự hưng phấn buổi sáng và buổi sáng là thị trường nó đảo luôn anh chị ha tức là buổi sáng là thị trường nó không có nó, nó không có xanh vậy đó là đảo luôn và thị trường nó rất là ảm đạm đến tầm khoảng là buổi buổi trưa đến đầu giờ chiều thì thị trường nó có một cái sự phục hồi tốt hơn à, và đóng cửa cái mức là một nghìn à, thì cái lực cầu ở phiên chiều thì em thấy là đánh giá là cũng được à, nhưng mà nó cũng có cái sự phân hóa nó không có đồng đều giống như cái phiên ngày hôm qua ngày hôm qua đó thì thị trường nó phục hồi nhưng mà ngành nó cũng hồi nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ thấy là chỉ có một vài những cái mã cổ phiếu nó hồi thôi à, ví dụ như là một số những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán dòng chứng khoán ngày hôm nay cũng có nhiều những cái mã cổ phiếu nó hồi tốt ví dụ như FCS này à, hoặc là ví dụ BSI hoặc là ví dụ có những cái mã cổ phiếu như CSD ngày hôm nay cũng có những cái mức phục hồi MBS à, nhưng mà những cái mã cổ phiếu lớn thì ví dụ như VND, SSI hoặc là VCI á, à, thì nó là nó nó làm không có không có hồi À, hay là một số những cái mà cổ phiếu nhóm cảng biển nhóm dầu khí thì ngày hôm nay cũng có một số những cái mà cổ phiếu và phù hợp tương đối tốt à, còn các cái mã cổ phiếu còn lại thì vận động quan tham chiếu à, tức là cái sự phục hồi ngày hôm nay của thị trường á thì nó có cái sự phân hóa à, chứ nó không có đồng đều à, so, giống như cái phiên ngày hôm qua rồi right. à, thì vậy thì với cái góc nhìn hiện tại của thị trường á thì sau cái phiên ngày hôm nay á thì thị trường nó sẽ như thế nào đầu tiên á là chị lưu là cái ngày hôm qua là thị trường nó đã có một cái phiên hồi kỹ thuật rồi thì khi mà thị trường nó có một cái phiên hồi kỹ thuật á thì cái bản chất của thị trường về sắp tới á, thì thị trường nó sẽ đi tìm một cái vùng căn bằng nó sẽ đi tìm một cái vùng cân bằng thì anh chị lưu cái vùng cân bằng á nó thường nó sẽ có hai dạng một á là nó sẽ có những cái phiên đi ngang hai á là nó sẽ có những cái nhịp test đáy ví dụ như là này là đi ngang này nó rơi này nó đi ngang năm cây là đi đây à, nhưng mà như này là tết lại là test đáy test một đáy test hai đáy này 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 là test đáy này test một đáy này test hai đáy này à, ví dụ như này là test đáy này một này hai này một này hai này đúng không hoặc là ví dụ như thế này một này hai này ba này à nhưng mà này lại là đi ngay. anh chị thấy không tức là gì tức là về cái mặt về hình thù của một cái vùng cân bằng á, thì nó sẽ có hai dạng còn là một cái đặc điểm anh vậy một là gì là tết đáy tức là nó co nó giật tức là em hay gọi là cái độ đàn hồi cái độ đàn hồi là như này tức là cái độ đàn hồi tức là sau một cái phiên hồi kỹ thuật thì thị trường nó có một cái sự gì một cái sự húng lên tức là sau cái phiên hồi kỹ thuật á, thì cái tâm lý nhà đầu tư người ta sẽ hưng phấn à, ví dụ như là ngày qua đi anh chị lên các cái room cộng đồng hoặc là anh chị vào các cái video youtube á, là ai cũng nói là ờ, là thị trường nó đã tạo đấy nó đã có một cái phiên hồi kỹ thuật rồi và thị trường nó đã có một sự tốt lên rồi đó thì cái tâm lý nhà đầu tư người ta sẽ muốn mua thì khi mà cái tâm lý nhà đầu tư người ta muốn mua thì nó mới hình thành những cái phiên như thế này tức là hình thành những cái phiên húng lên đó như thế này hoặc là hình thành những cái phiên húng lên như thế này đó hình thành những cái phiên húng lên húng lên như thế này là bởi vì bởi vì sau cái đà của cái phiên hồi kỹ thuật đó, là thị trường nó vẫn còn cái đà nên là thị trường nó có có thể là húng lên một hai cây à, nhưng mà cũng có những cái trường hợp gì là thị trường nó chỉ giữ giá đi ngang thôi nó giữ giá đi ngang bởi vì bởi vì lực cầu nó chưa có đủ đó thì hiện tại thì thấy là ngày hôm nay là thị trường nó giữ giá đi ngang chứ nó không có sự đàn hồi. Anh chị hỏi ví dụ nhiều anh chị hỏi là em ơi ví dụ thị trường đi ngang như thế này á thì nó có tạo ra được cái vùng cân bằng hay không thì vẫn được. Đó nên là những cái nhịp sắp tới mà thị trường nó tạo ra những cái biên đi ngang như này mà thị trường nó có một cái phiên xác nhận lên á thì thị trường nó sẽ có một cái nó vẫn sẽ tạo ra một cái sóng nhọn phía sau của thị trường. Đó nên đánh giá là cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên rất bình thường thôi. À, rất bình thường. À, nhưng mà cái điểm anh chị đúng là khi mà thị trường nó xảy ra những một cái vùng đi ngang á thì nó sẽ tìm mẫn một cái rủi ra là gì vậy? là cái vùng này này là thị trường hay em hay gọi là cái, cái hiện tượng gì gọi là tạo cái điểm mua giá rẻ tạo điểm mua giá rẻ tức là như nào tạo điểm mua giá rẻ tức là sau cái phiên ngàn qua đi là anh chị gì? là anh chị tức là anh chị muốn mua cổ phiếu đúng không và sau cái thi phiên ngày hôm nay đi là anh chị cũng muốn mua cổ phiếu bởi vì thị trường nó có những cây rút chân rút chân thì khi mà thị trường nó có những cây rút chân á thì ví dụ đa phần nhà tư người ta sẽ, người ta sẽ nói gì Ờ là thị trường nó đảo chiều rồi à. thị trường nó có hai cây nến rút chân hai cây nến gọi là rút chân dưới đó. À. ở thị trường nó có cái sự đảo chiều thì nhà đầu tư người ta sẽ muốn mua thì khi mà nhà đầu tư muốn mua mà tự nhiên thị trường nó giữ giá đi ngang á nó giữ giá đi ngang gì là nhà đầu tư mua rồi thì khi đó thị trường nó vẫn có những cái nhịp rơi ở phía sau ví dụ như này như vậy đây tức là chị thấy là khi mà thị trường nó rơi xuống mà nó giữ giá đi ngang này đó là thị trường nó vẫn có thể rơi một cái nhịp phía sau nữa hoặc nó dụ rơi xuống này giữ giá đi ngang này tức là nó rút chân này rút chân này đó, nhưng mà nó lại quay ngược về lại giai đoạn thì sau đó nó vẫn có thể rơi nữa hoặc ví dụ khi mà rơi xuống này đang vậy ví dụ rơi xuống này à, tự nhiên rút chân rút chân rút chân nhưng mà quay ngược về lại giá đỏ thì sau đó nó sẽ còn rơi tiếp bởi vì sao bởi vì cái bản chất của những cái phiên rút chân á, nó là cái bản chất của những cái phiên rủ bỏ hay như anh chị nhiều gọi anh chị họ là những cái phiên tét cung á thì sau những cái phiên rút chân thì đáng lẽ là thị trường nó phải đi lên luôn à, nhưng mà sao nhưng mà thị trường nó lại quay về ngược lại giá đỏ thì thị trường nó vẫn tìm ẩn những cái phiên giảm điểm ở phía sau đó. nên anh chị nói là khi mà thị trường nó tạo một cái vùng cân bằng á, mà nó nó theo dạng đi ngang á, thì sao thì mình phải cần một cái phiên xác nhận thì nó mới có thể đảm bảo được là thị trường nó không thể rơi một cái nhịp phía sau hả đó anh chị hát trước tức là sao tức là cái hình thù của cái vùng cân bằng của thị trường á, thì nó vẫn có những cái viên đi ngang như thế này nó vẫn có những cái phiên đi ngang gì chứ không phải là không có ví dụ nó đi ngang này một hai ba bốn năm này nhưng mà sao nhưng mà nó phải có cây okay này hoặc là ví dụ như thế này như vậy đây khi mà thị trường nó rơi xuống nó đi ngang này một hai ba bốn năm nhưng mà phải có cây okay này đúng không vậy thôi là thị trường nó rơi xuống nó đi ngang này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nó phải có cái cây này Tức là gì? tức là đi ngang thì đi ngang gì thì đi Nhưng mà sao? Nhưng mà phải có cái cây đó Anh à, gì không? Để đảm bảo gì? Để đảm bảo là thị trường gì? Ví dụ như đi ngang này 1, 2, 3, 4 này, Thì phải có những cây này Thì sao? Thì mới đảm bảo được là gì? Là cái lực cầu nó vào rồi đó, còn nếu mà thị trường nó giữ giá đi ngang mà sau đó rơi nữa tức là gì tức là cái vùng này á là gì là cái vùng tạo cái điểm mua giá rẻ tức là tạo cái hy vọng cho nhà đầu tư tức là khi mà chị thấy những cái phiên rút chân rút chân rút chân á thì sao thì thứ nhất á, là những người kẹp hàng bên trên này, này. người ta sẽ không có bán cái thứ hai là những người người ta rút chân rút chân rút chân là người ta sẽ muốn mua đó, thì khi mà nó tạo cái hy vọng cho nhà đầu tư bên trên này người, người, người ta không bán và tạo cái sự gì hoặc là nó tạo cái cái điểm mua giá rẻ cho nhà đầu tư mà nó không có một cái phiên xác nhận đi lên thì tức là cái vùng này á, là cầu nó chưa có vô nó rất là đang tạo cái hiểm gọi là cái 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 sự gọi là cái sự hy vọng đó nên là cái nhiều sắp tới thì em đánh giá là cái vùng này á, nhiều hỏi là thị trường nó có xấu hay không á thì nó không có xấu bởi vì sao bởi vì cái bản chất nó vẫn có những cái phiên tức là nó cái bản chất là thị trường nó vẫn có những những cái vùng cân bằng nó theo dạng đi ngang như vậy nhưng mà gì? Nhưng mà đi ngang xong thì phải có những những cái phiên đi lên thì nó mới ok. Ok anh chị ha. Rồi, right. thì vậy thì á, với cái góc nhìn như vậy á thì hôm bữa thì em có nói với chị anh chị nhớ đoạn này không? Nó chăng đoạn thôi. Thì với góc nhìn của em như vậy á, thì em nói với chị này. Trong cái vùng đi ngang sắp tới của thị trường á, không biết là thị trường nó xác nhận lên hay là nó xác nhận xuống nha. Không biết là thị trường nó xác nhận lên hay là xác nhận xuống. Nếu mà cái cổ phiếu mà nó có điểm mua á cho tức là ví dụ như thế ví dụ trong cái vùng con bằng này sẽ có rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó có điểm mua như vậy quý anh chị có nhớ là trong cái vùng này thì em có cứ người cho anh chị rất nhiều những cái điểm mua à, mua gọi là mua với những cái mà cổ phiếu bán lẻ không với những cái mà cổ phiếu dòng phân bón không với những cái mà cổ phiếu dòng à, dòng chứng khoán không rất nhiều những cái mà cổ phiếu trong cái vùng này mặc dù thì chúng nó chưa xác nhận nhưng mà có rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó có điểm mua trong cái vùng này vậy tức là có rất nhiều những cái mà cổ phiếu nó xuất hiện những điểm mua trong cái vùng căn bản thì như ông nói chỉ là không biết là thị trường nó đi nó xác nhận lên là xác nhận xuống trong cái vùng căn bản nếu mà nó có điểm mua nha thì cứ vô năm mươi ba mươi năm anh chị hình dung không tức là cứ vào 30 đến 50 trăm đó nếu mà thị trường nó xác nhận lên thì mình sẽ tìm những cái điểm mua thêm à, tức là ví dụ sau này cây này cây này mình sẽ đánh tổng lực và các cái mạng cổ phiếu để mình theo tìm những cái điểm mua thêm à, còn nếu mà thị trường nó nó hạ ra tức là thị trường nó giảm xuống thì ví dụ mình theo dõi các cái mạng cổ phiếu để mình xử lý thôi tức là nếu mà thị trường nó xảy ra cái kịch bản xấu á, thì cái phần mà mình chịu biến động á, thì nó chỉ là tầm khoảng từ 30 đến 50 trăm trong cái vùng mình mua lấy vị thế này thôi nhưng mà nếu anh chị nào mà không có cái vị thế trong cái vùng này á, thì khi mà thị trường đi ra, anh chị sẽ bị anh chị sẽ bị, bị lỡ tàu anh chị lưu là em anh chỉ có nhớ là trong rất tức là trong những cây này á em em nói cái gì em nói với chị nha rất nhiều người không dám mua bởi vì thị trường khi đi lên là nó đi lên trong nghi ngờ đó chị đó, đi, đi đi lên trong nghi ngờ đó, nên là trong những cái nhịp sắp tới thì em nói là ví dụ như là trong cái vùng này á mà nếu mà các cái mà cổ phiếu nó có điểm mua theo cái góc nhìn của anh vậy á thì anh chị vẫn có thể vào lấy vị thế đó nếu ví dụ như là nếu mà thị trường nó gãy thì các cái mà cổ phiếu nó gãy thì mình chỉ chịu cái phần thiệt hại trên cái phần lấy vị thế đó thôi đó nhưng mà sao nhưng mà nếu mà thị trường đi lên á thì cái phần lấy vị thế đó nó sẽ làm cho mình dám mua tức là nó là nó sẽ làm cho mình dám mua thêm dám mua gia tăng đó, khi mà thị trường đi lên dòng sau ok ha đó thì mới là đó sẽ là cái cái, cái góc nhìn của thị trường trong những cái tới thì anh chị lưu ý đó, còn nếu mà thị trường nó đi ngang một cái đoạn mà nó rơi với một cái phiên giảm một cái cuộn lớn á, thì thị trường nó sẽ biên rơi của thị trường nó sẽ rất là đó nên là chị nắm một cái góc nhìn như vậy ha em thì em, em vẫn kỳ vọng là thị trường nó tạo đáy quanh cái vùng này bởi vì như em nói với anh chị là cái vùng này á, là cái vùng là thị trường nó nên tạo đáy bởi vì nếu mà thị trường nó rơi cách quá xa cái mốc là một một năm thì gần như là thị trường nó sẽ không đi lên được để sâu như nếu mà rơi quá xa cái mốc này đó ví như là tạo đáy quanh vùng này đi thì đoạn sau thì vẫn có thể đánh biên xoay quay thì như vậy thì vẫn còn chơi được còn nếu mà thị trường nó chỉ là thị trường nó rơi về tầm khoảng một một đi hoặc là rơi về một năm mươi thì đoạn sau thì chỉ như, như lúc chỉ đánh ngắn t hai t ba đánh tầm khoảng ba bốn ngày tầm khoảng tuần thôi chứ các sóng sánh thì mình nó sẽ khó thị trường nó dừng quanh vùng này nó tạo đấy thì mới là sóng sánh các cái mặt cổ phiếu thì ít may ra thì vẫn có một số những cái mặt cổ phiếu nó sống nó có sống để chị vào à, nhiều gì hỏi là cái gốc nhìn qua nha em nhìn cho hỏi là cái gốc nhìn qua thì em thì em bảy là thị trường nó sẽ tạo đấy quanh vùng này em nói là vùng thôi bởi vì thị trường nó có thể là coi giật quanh cái vùng này một lần nữa thì em là cái biên của thị trường tạo đấy là quanh tầm khoảng một một hai mươi đến một một năm mươi trong những ngày tới ok rồi thì đó là cái cái góc nhìn của thị trường cũng như là em giải thích với anh chị là khi mà thị trường nó tạo cái vùng đi ngang thì nó có rủi ro về cái cơ hội như thế này à, để anh chị có thể là có một cái góc nhìn tốt hơn về thị trường ha rồi tiếp theo thì em sẽ nhìn qua về một số các cái nhóm anh các cái mã cổ phiếu đầu tiên á, em sẽ nhìn qua với những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán trước đây à, dòng chứng khoán ngày hôm nay vẫn có nhiều những cái mã cổ phiếu nó hồi tốt ví dụ như fcs đó, FCS, hoặc là những cái mã cổ phiếu như BSI. Đó thì những cái mã cổ phiếu này nếu mà anh chị nào có đu đỉnh á thì ví dụ đăng hồi như này á, ví dụ anh có mua đóng vùng này á thì đăng hồi này chị bán ra đi. <laughs> anh chị ha. Đó ví dụ như có kẹp phía cứu dụ hôm bữa thì có mua trên này ví dụ nó đăng hồi thì cắt tranh thủ bán. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như FCS này. Đó thì ví dụ nó có kẹp trên này thì ví dụ như nhiều hồi thì anh chị, anh chị tranh thủ anh chị bán. Với những cái mã cổ phiếu chứng khoán ví dụ FGS hoặc là BSI á thì nó đang có một cái độ nảy rất là tốt hoặc là những cái mã cổ phiếu như MBS này anh chị thì nó đang có một cái độ nảy rất là tốt đó thì anh chị phải theo dõi qua sau cái nhịp nảy này á, bởi vì anh chị luôn là những cái mặt cổ phiếu này giảm vô lớn và phục hồi vô cũng lớn thì anh chị phải theo dõi là sau cái nhịp nãy này á, thì cái mặt cổ phiếu nó có cố tình nó tạo cái đỉnh thứ hai là không cũng nó tạo nó, giảm xuống nó bưu rướng là nó tạo cái đỉnh thứ hai mà nó gãy á. thì lúc đó thì cái đà giảm của cái mặt cổ phiếu thậm chí là nó còn kinh khủng hơn đó hoặc là những cái mặt cổ phiếu như FCH này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BSI này đó thì nếu anh chị nào mà theo dõi những cái mặt cổ phiếu chứng khoán mà đang nảy tốt á, thì anh chị phải theo dõi là cái sự bật lên của cái mặt cổ phiếu nó có bị giảm ngược lại với vô lớn hay không thì nếu mà những cái mặt cổ phiếu như BSI mà nó như thế này đó nó như thế này vậy mà nó giảm là vô lớn á, thì anh chị phải theo dõi để anh chị, anh chị xử lý đó còn nghĩ là với những chị nào còn còn gặp cầm hàng phía trên này thì anh chị nên canh anh chị hạ đó nha để, để tránh trường hợp là cái mặt cổ phiếu nó quay đầu là anh chị khỏi bán luôn á đó còn về điểm mua thì các cái mặt cổ phiếu này không có điểm mua hết vậy bởi vì những cái mặt cổ phiếu nó giảm những cái mặt cổ phiếu này giảm vô lớn này giảm vô lớn mà nó vẫn chưa kịp cung mà nó kéo cái dòng chưa về này thì không có điểm mua không có điểm mua vậy nói chung là ví dụ như anh chị nào có vị thế tốt như này thì anh chị vẫn đâu đó chăm trước anh chị cầm được còn những anh chị nào đu đến đây này thì canh nhịp hồi này bán đi nói chung là lỗ lỗ mà tầm khoảng là hơn 10 trăm mà bây giờ nó về gần ngò vốn thì tranh thủ chạy ok ha rồi nhịp sâu ví dụ cái cách tết tổng thì vào lại theo dõi ha nào ví dụ nhiều số những cái mà cổ phiếu S cũng tương tự nào ví dụ như anh chị nào đang nắm trong cái vùng này á thì anh chị có thể là vẫn chăm chú thì anh chị vẫn có thể nắm được hoặc là chốt một phần hai gì đó nhưng mà mỗi anh chị nào đu trong cái vùng này này thì mỗi anh chị nên, nên bán đây nha đã nên bán rồi đợi cái mà cổ phiếu nó theo dõi lại như nào á thì em nghĩ là sẽ theo dõi thêm thì nó sẽ ok hơn nào với những cái mà cổ phiếu chứng khoán mà là bật tốt đã còn các cái mà cổ phiếu nó chưa có hồi á thì anh chị nên nên đợi nó test lại nào ví dụ anh chị nên đợi nó test lại ví dụ này, cái mặt cổ phiếu nó rơi này vậy. Nó rơi nó sẽ nó có cái hồi kỹ thuật này, hồi lên. Thì thường nó sẽ có một cái nhịp test lại số 2, số 3. Vùng thấp thì anh chị có thể theo dõi để đằng sau. AGR hoặc là những cái mặt cổ phiếu như VND này. Đó. hoặc là SSI. Đó, VND SSI. Đó thì anh chị nên đợi đợi nó test lại cái nhịp số 2, số 3 mà vô nó thấp á thì anh chị có thể theo dõi à, biết một số các cái mặt cổ phiếu để anh chị đánh đánh ngắn cái nhịp sau. Đó, à, thì với góc nhìn của em thì với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán thì em vẫn giữ quan điểm cổ dòng chứng khoán nó đã bị một cái một cái nhịp phân phối ngắn rồi thì với cái nhịp phân phối này á, và với cái biên rơi này á, thì những cái mã cổ phiếu nó tích lũy nhanh chứ ít nhất là phải một tháng em em nói là ít nha thì tầm khoảng phải một tháng đó thì sau một tháng đó thì mới là các cái mã cổ phiếu nó tích lũy đủ thì anh chị mới có thể là ôm một cái nhịp đó nó nó, nó dài hơn một nó dài một chút xíu đó còn nghĩa là sắp tới thì mới là khi mà những cái mã cổ phiếu nó can mà anh chị nó căn mà anh chị tức là cái mã cổ phiếu nó hồi và nó test lại á, thì anh chị có thể canh những cái điểm mà test cùng những cái điểm test lại đây á thì anh chị có thể là anh chị canh để anh chị mua để nó ăn về những nhịp phía trên như này tức là những cái mã cổ phiếu nó sẽ cao biên đó thì HCM thì nó giảm này chị giảm vô lớn này thì khi mà những cái mã cổ phiếu nó hồi thì nó sẽ có những nhịp test lại thường anh hiểu là thường á những cái mã cổ phiếu mà rơi như thế này như vậy thì em kỳ vọng nha thì nó sẽ test tầm khoảng 3 lần là điểm nhất bởi vì sao bởi vì biên rơi lớn thì phải test tầm khoảng 3 lần ba là hai nếu mà thường thì nhiều, nhiều những cái mã cổ phiếu nó test hai nhưng mà em kỳ vọng thì nhiều những cái mã cổ phiếu nó phải test tầm khoảng 3 lần thì nó lên nó sẽ ok ví dụ như này như vậy khi mà cái mã cổ phiếu cái biên rơi nó lớn biên rơi nó lớn như là biên rơi lớn tức là tầm khoảng từ hai cây sàn đến ba cây sàn Ví dụ như rơi mà tầm khoảng một cây sàn thì có thể test cầm tầm khoảng hai lần. Nhưng mà nếu mà biên rơi lớn thì có thể test tầm khoảng một này, hai này, ba là đi lên là đẹp. Anh à, ha, họ có ví dụ là rơi này, một này, hai này, ba đi lên là đẹp. Đó, ví dụ rơi ngắn thì sao? Rơi ngắn thì tầm khoảng hai. Nhưng mà rơi rơi nhiều thì mới là phải tầm khoảng ba lần là được. Ví dụ nếu, ví dụ rơi này, một này, hai này, ba này. Đó, nếu mà một này, hai này, ba một cái nhịp nhúng nhẹ xong sau này thì mới đi lên là đẹp nhất. Đó, thì mới là các cái mà cổ phiếu chứng khoán thì em đang kỳ vọng thì ít là ít nha, là, là, là phải hai còn nếu mà có thể với cái biên rơi này thì nó khá là lớn vậy. thì kỳ vọng thì các cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó tới tầm khoảng 3 nhịp thì chỉ có thể theo dõi chị mua được ha rồi ok à, nhưng mà như em nói chị là nếu mà chị mua mới trong một nhịp tới với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng thì mình chỉ đánh nhịp hồi thôi tức là ngắn hạn thì mình đánh nhịp hồi đánh trong cái biên tích lũy của nó với các cái mặt cổ phiếu ha ok rồi à, tiếp theo là một số những cái mặt cổ phiếu đang hút tiền khá là tốt đi qua dòng dầu khí đi ha dòng dầu khí thì nó có một cái điểm cộng là giá dầu đang tăng khá là tốt à, nhóm này thì có BV này à, thì ngày nay tiền vào khá là ok à, vào cái lậu kê okay, thì ngày hôm nay BVS nó tăng điểm với một cái vuông rất là lớn thì BVS hiện tại á nó thứ nhất là thị trường nó chưa đi lên hẳn và thứ hai nó đang chạm vào cái vùng kháng cận này thì ngày hôm nay thằng BVS thì nó là một cái cây nổi gì vậy ngày hôm nay nó là một cây nổi dưới nó là một cái cây nổi dưới thì BVS thì nó có một cái điểm cộng á là thứ nhất là nó có một cái trên thứ nhất là nó mình nó đang là một trong một cái xuống lên và thứ hai á, là nó có một cái nền ở phía dưới này đủ tốt tức là cái nền của thằng BVS nếu mà tính từ điểm này đến điểm này á thì nó tầm khoảng là sáu bảy tám sáu bảy tức là ba tháng nó sáu bảy tháng là ba tháng và nó sẽ tạo một cái nền ở phía trên rồi đã, tức là nếu mà tổng cộng thì nó sẽ tạo cái nền một cái nền là tầm khoảng 4 tháng đó thì với cái nền này thì mới làm thằng BVS nó cái sóng sánh thì mới là nó đủ để chạy đó thì phần BVS ngày hôm nay nó nổi như này á thì ngày hôm nay nó là nổi dưới thì với nổi dưới mà nó chạy về kháng cự thì thường nó sẽ có một cái nhịp tích lũy là hoặc là một cái nhịp vòng cung hướng đi lên thì như có thể theo dõi cái nhịp đã đền chỉ theo dõi được ha ở BVS rồi tiếp theo là cái bvd bvd thì nó yếu hơn với thằng BVS BVS thì nó là một dạng cổ phiếu kinh trên kênh trên tức là nào kênh trên tức là nó gần đỉnh hoặc là tìm cận đỉnh còn những thằng bvd đó, thằng bvd là những cái mà cổ phiếu ở kênh giữa thôi Ngày hôm thì vẫn ở cái giữa kênh giữa tức là từ cái đỉnh này thì nó vẫn ở giữa. À, dạ, anh chị hiểu không? Thì với những cái mã cổ phiếu kênh giữa như này thì anh chị lúc đó anh chị không nên mua đuổi đâu. Ví dụ những cái mã cổ phiếu như BVD là nhiều nhiều nhiều, anh chị nói là ờ em ơi, sao cái mã cổ phiếu này nó chạy ghê chứ? Chạy như này mà ghê vậy nhỉ? <laughs> nó đang hồi thôi, nó đang hồi bình thường thôi. Ví dụ nó chạy này thì thường nó sẽ có một cái vùng chuẩn là hoặc là một cái nhịp rũ bỏ vòng cung hướng đi lên đó. thì anh chị căng cái nhịp đó để chị mua. Nào ví dụ như này như vậy. ví dụ như cái mã cổ phiếu cho dù nó có hồi đi. Nào ví dụ những cái mã cổ phiếu như này như vậy, đây ví dụ nó chạm về kháng cự này đó thì nó sẽ rủ này rủ này rủ, này, rủ này, thì nó mới đi lên được hoặc ví dụ cho dù nó chạm với nổ nó nổ về kháng cự đi thì sau đó nó sẽ chẩn một đoạn thì nó đi lên tiếp được như vậy anh chị thấy không hoặc có ví dụ như này anh chị đó ví dụ như khi mà cái mặt cổ phiếu nó ở kênh giữa tức là khi mà cái mặt cổ phiếu nó rơi đã nó rơi một đoạn và nó hồi lên thì thường nó sẽ có một cái nhịp rũ phía sau đó hoặc là ví dụ khi mà cái mặt cổ phiếu nó hồi lên anh chị này ví dụ khi mà cái mặt cổ phiếu nó có hồi lên nó chạm vào cái vùng đỉnh cũ thì nó sẽ có một cái vùng chẩn lại đó, một nhịp rủ phía sau chứ cái mặt cổ phiếu nó không lên được ngay đâu vậy hoặc là ví dụ như này đang vậy ví dụ khi mà cái mã cổ phiếu nó ở kênh dưới tức là nó ở dưới đấy nó đi lên và nó cách xa cái vùng đỉnh cổ này anh chị em anh chị thấy cách xa cái vùng đỉnh cũ không thì khi mà đi lên đó, nó không bao giờ đi lên làm mầm được đâu anh chị mà anh chị nhìn nó lên này nó rủ này nó lên này nó đi ngang này anh chị này anh nhìn thấy nếu anh chị nhìn kỹ nha anh thấy lên nó rủ không nó lên nó chậm nó đi ngang này đó thì với những cái mã cổ phiếu nào ở dưới đi lên đó, hoặc là những cái mã cổ phiếu nào nổ ở dưới á thì anh chị mua nhập rũ hoặc là mua anh chị mua cái nhập tích lũy á nó sẽ ok hơn rất là nhiều so với anh chị mua điểm chạy tức là nó sẽ ok nó nhiều so với anh chị mua cái điểm nổ bởi vì sao bởi vì những cái mà cổ phiếu mà anh chị mua điểm nổ á mô á tức là anh chị mua ít thì không sao nha ví dụ anh chị nào mua mà tầm khoảng 30 đến 50 trăm thì không sao nhưng mà anh chị nào mua onin một điểm trong cái một này thì nó nói không nên ví dụ cái điểm này anh chị à, mua lấy vì thế thì ok rồi rủ lại mua thêm chẳng hạn đó, nhưng mà cái điểm này mua onin một trăm phần trăm thì cũng là không nên bởi vì chắc chắn anh chị luôn những cái màu cổ phiếu nào cách xa đỉnh mà nổ như này á, thì nó sẽ rủ hoặc đi lên tích lũy như này đó nên là anh chị nào mà đi vốn nhiều thì anh chị sẽ bị sốt rồi anh chị ha đó thì mới là với những cái mà cổ phiếu như BBD thì thường á chúng đang chạm về kháng cự này kháng cự quanh tầm khoảng 20 mươi hai thì thường nó sẽ đi lên rủ đi lên rủ thì anh chị cứ canh nhịp rủ nó vô trung bình nó thấp thì anh chị có thể lấy lấy mua và ví dụ nó đi nó chuẩn phía trên này thì canh những điểm bước lên thì anh chị có thể canh mua gia tăng có thằng BVD à, hoặc là BVC tương thật BVC cũng tương thật BVC thì em thấy là nếu mà chọn nha thì em thấy là thằng BVC với thằng BVB á, thì nó nhảy hai này thì nó nhảy anh chị tức là hai này thì thì nó nhảy nhưng mà sao nhưng mà chị nào tiền anh chị nhỏ thôi tiền mà nhỏ với lại là về cái mặt về trend hiện tại thì những cái mặt cổ phiếu như BVB á với lại thằng BVC thì cái trend nó không đẹp bởi vì sao bởi vì cái biên rơi nó bị lớn á nhưng mà những cái mặt cổ phiếu này cũng sẽ chạy nha chị những cái mặt cổ phiếu này chạy hết chứ nó không có không có không, nó, không, nó không có ý nó tức là nó không có ý ở yên là. nhưng mà với cái vận động hiện tại là các thằng BVB thằng BVD thì nó rất ok nó thì anh chị nào vốn mà gọi là vốn, vốn vốn, lớn hoặc là những chị nào thanh khoản giao dịch mà anh chị thanh khoản ấy, ấy thì mới là chị có thể theo dõi hai cái cổ phiếu này còn BVC với lại thằng thằng BVB đó, thì với cái biên rơi này thì thường nó phải test lại tầm khoảng hai bên nhiều chứ nó không có nó không có chạy được ngay đâu ví dụ như như này vậy này vậy, ví dụ nó rơi này nó test một này hai ba thì nó mới lên hoặc ví dụ nó rơi này như vậy rơi test một hai là nó mới lên này đã mà lên thì nó cũng ví dụ nó có nổ lên thì nó sẽ chẩn lại đó nên là những cái mã cổ phiếu như BVB đó, như này á ví dụ em, em em nói trước rồi nha ví dụ như nếu chị muốn mua nó rơi như này thì chị phải đợi cho nó test lại tầm khoảng hai ba nhịp mà một đó là chị mua nhịp test hai á, là nó test xong đi lên á anh chị mua cái nhịp phía trên tức là nó anh chị cứ cho nó nổi lên phía trên và nó chẩn một cái vùng phía trên này anh chị đánh từ nổ này anh chị, anh chị anh chị, đánh lên giờ không, không có không có anh chị chứ không có chạy đâu những cái mà cổ phiếu nó rơi như này nó không có chạy ngay đâu anh chị đừng có lo à, những cái mà cổ phiếu như BVC này nó nó cái biên rơi nó lớn lắm vậy biên rơi này thì nó lên không có được đâu biên rơi này thì nó phải test lại các kiểu ok ha đó thì với những cái mà cổ phiếu như thằng BVS thì cái trên nó có khỏe đó, nhưng mà nếu mà em thì em sẽ thích thằng BVD thằng BVD thì em thấy là cái nền nã của nó nó đủ dài nên em cái thằng bên cái, cái nền BVD khá là đẹp á nên từ điểm này là từ tháng à, cuối tháng cuối tháng năm sáu bảy tám chín là 4 tháng rồi này này tầm khoảng 4 tháng gì mà 4 tháng mưa vô nó tích lũy ok mà tiền vào tốt thì nó có thể là tạo ra một cái nhịp biên lãm rất ok à, thì em thấy là những dầu khí thì em nghĩ là anh chị theo dõi được ha tức là nó có câu chuyện nhưng mà anh chị lúc là khi mà chị nắm một cái, tức là khi mà chị mua những cái mã cổ phiếu dầu khí nha em nói trước luôn này anh chị phải mua đúng điểm hoặc là khi mà chị mua anh chị phải rải vốn ra nha bởi vì anh chị lưu ý là nếu anh chị nào đã từng đánh những cái mã cổ phiếu dầu khí những cái mã cổ phiếu là những cái mã cổ phiếu nó rủ rất là rác anh chị nhìn cái cách đã đánh này anh chị nhìn cái đoạn tăng đó này Nói ra nó không có dễ đâu vậy chị nổ này rủ cả tuần này rủ gấp lại cái cây nổ luôn ví dụ anh chị nào đu thằng bé rồi cây này đi anh chị nào đua bé rồi cây này hàng về lỗ sáu bảy là bình thường nổ tiếp này rủ này. Nổ tiếp, rủ này nổ tiếp rủ này nổ tiếp rủ này nổ tiếp rủ này tức là đi lên thì không phải giống như dòng khác mà lên nó rủ lên anh chị nhìn lên này rủ này lên này rủ này, này. này. test test này lên rủ tiếp này lên rủ tiếp này nên là gì nên là khi mà chị theo dõi những cái mặt cổ phiếu dầu khí ấy, thì em thấy cái góc nhìn của em nha Điểm nổ của nó là một cái điểm nổ đó nó có sao Gọi là khi mà chị mua những cái mà cổ phiếu áo dầu khí mà chị đánh điểm nổ Thì em thấy là nó không ngon và điểm rủ Và bằng điểm tích lũy luôn đó, nên là ví dụ anh chị nào có mua điểm nổ thì anh chị phải đảm bảo được rằng á, là gì là cái phần vị thế anh chị phải có cái điểm rủ ví dụ như này ví dụ như sắp tới thì BVD mà nó rủ lại đi thì anh chị phải có cái vị thế của nó trước rồi ví dụ anh chị có mua gia tăng phía sau này có mua gia tăng phía sau này thì cái giá vốn vậy á nó sẽ qua lại chỗ này đúng không thì khi mà cái mã cổ phiếu nó nổ nó có rủ lại á, thì nó sẽ không âm cái giá vốn trung bình cũng vậy nhưng nếu mà chị mua đu chỗ này á mà nó rủ lại á là chị sẽ cực kỳ mệt với nó luôn nhiều lúc nó chỉ rủ thôi nha nhưng mà nó rủ là nhiều lúc tế đáng quật anh chị đâu anh chị anh chị nào đã từng đánh những cái mà cổ phiếu dầu khí anh chị biết nên là anh chị nếu khi mà chị dễ ngon những cái mà cổ phiếu dầu khí á, làm gì làm phải có cái vị thế ở nhịp ở nhịp rủ hoặc là ở cái nhịp tích lũy rồi sau đó nó có nổ đi lên gì từ mình tính tiếp anh chị mua thêm một cái sao đó, anh chị tránh hạn chế là mua điểm nổi của những cái mặt cổ phiếu dầu khí trong một lần thì nó sẽ thấy là không không đẹp bởi vì anh chị nào đánh những cái mà cổ phiếu dầu khí những cái mà cổ phiếu dầu khí là một những cái mà cổ phiếu đánh rất là khó chịu bạn biết rồi không rồi. Bế rồi thì thấy là chưa có kỳ có volume nên thường những, những những cái điểm như này thì thường nó sẽ rủ lại ok ha đó thì thấy là nhóm dầu khí rồi tiếp theo là một cái nhóm mà nó cũng khá là khỏe nhịp này đó là nhóm cảng biển nhưng mà nhóm cảng biển thì thấy là một cái là nó nó không có tính đồng bộ cao lắm ví dụ nhìn cái nền này của những cái mặt cổ phiếu như đây là nó bị lỏng vậy nó bị lỏng tức là nó thứ nhất là nó ngắn và thứ hai là nó lỏng nên mà là những cái mặt cổ phiếu như gmd thì em nghĩ là chỉ đánh ngắn thì nó sẽ ok hơn là nắm theo trend ở gmd hoặc là hah này cái nền của nó hơi ngắn vậy ví dụ cái nền này và cái nền này em thấy là nó hơi ngắn chút nếu chị nào có theo dõi thì chị canh nhịp chủ một nhịp rủ một nhịp tích lũy mà cái khối lượng thấp thì chị có thể theo dõi được ha nhưng mà những mặt cổ phiếu này khá là khỏe à, hoặc là ví dụ những cái mặt cổ phiếu như thằng uh, SGB này thằng này thì nhỏ vậy, thằng này thì uh, thằng này thì mình theo dõi thêm thôi, mình, tức là mình theo dõi thêm để mình nhận định về cái cái sóng hành của nó thôi cứ những cái mà cổ phiếu này chị vào không được đó một ngày nó giao dịch có một hai tỷ hoặc là vốt đã vốt ngày hôm nay cũng có một cái phiên tăng điểm khá là tốt anh à, nhưng mà vốt ngày hôm nay là nó là điểm nổi dưới nó ngày hôm nay là một cái điểm nổi dưới thì thường sau cái này của thằng vốt ấy, thì thường nó sẽ rủ hoặc là một tích lũy lại tức là đi lên rủ đi lên rủ tức là đi lên một đi ngang hay là đi lên rủ lại đó thì chỉ có thể theo dõi cái mà cổ phiếu này cái nền nẻ của cái mà cổ phiếu này cũng thấy là cũng tương đối ổn anh thấy tương đối nhưng mà cái điểm này em đây là điểm nổ dưới thì thường sau cái nổ này thì nó sẽ tích lũy hoặc là nó rủi gì đó thì nó mới đi lên thì em thấy là nhóm cận biển thì em thấy là cũng ok về cái mặt sức mạnh thì em thấy là nhóm này cũng rất là ok chứ à, có ba cái mặt cổ phiếu đó là HAHGMD với thằng Vốt còn VIP thì nó nhỏ quá những cái mặt cổ phiếu này là khá là nhỏ nãy nhưng mà nó cũng có cái này nào ok Nên em nghĩ là cái nhóm cạn biển cái sóng sắp tới thì nó cũng cũng khá là ổn vậy cạn biển thấy là cũng tương đối ok rồi thì các cái mặt cổ phiếu tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu như là chứng khoán bất sản thì nó đúng không bất sản thì nó nói bất sản, sản thì có thằng Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm thì trong cái buổi livestream ngày hôm qua đó, em đã nhắc với anh chị Nam Từ Liêm là một cái mã cổ phiếu đó. thứ nhất là nó có này. À, thứ hai là nó có dòng tiền nó vô à. Nam Từ Liêm thì đã có dòng tiền nó vô hai cây à. Thì ngày hôm nay nổ luôn. Thì anh chị cái dòng tiền này á, cái dòng tiền này nó là cái dòng tiền lớn á, chứ không phải nói dòng tiền đánh thường thường đâu. Anh chị ha, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là thằng Nam Từ Liêm nó có cái nền. Và gì? Và cái mã cổ phiếu này nó nổ nhưng mà gì? Nhưng mà nó em thấy là cái cái cái, cái, cái gọi là sao? Cái dòng tiền của nó rất là tốt. Đó, dòng tiền này em thấy là rất ok. Đó thì anh chỉ có nếu chị hỏi em là ví dụ có mua những cái mặt cổ phiếu nam từ liêm có được hay không thì em thấy là vẫn được à, nhưng mà chị nói là ví dụ là anh chị có mua nam từ liêm á anh chị nắm trước một cái tinh thần nha là cái mà cổ phiếu này nó sẽ lên nó không phải nó không phải lên à ạ ẩm bởi vì dòng bóng sản nghiệp hiện tại nó không có mạnh chị và sắp tới thì mới là những cái mặt cổ phiếu bóng sản ví dụ như sale đi ví dụ anh chị có nghĩ ví dụ sale nó có tăng như được không <laughs> làm gì có đúng không hoặc là anh chị có nghĩ là thằng DG nó tăng như điều không nó tăng dựng đứng không, không có đâu hoặc là những cái mặt cổ phiếu thằng gì thằng Novaland đi anh à, chỉ có nghĩ ví dụ nó đang giảm mà nó tăng dựng đứng không nó nó tăng nhận được không không bao giờ có nó vậy tức là gì tức là gần như nhiều sắp tới thì dòng bóng sản nó sẽ không có sóng dòng gần như là như vậy luôn nó 99 phần trăm là dòng bóng sản nó sẽ không có sóng dòng mà em nghĩ là đa phần các cái mảng cổ phiếu nó sẽ đánh theo biên tức là những cái mảng cổ phiếu nó sẽ đánh hai biên biên dưới biên trên đó thì với cái vòng là mỗi dòng bóng sản là nó là như vậy đó vậy nên khi mà chị muốn mua thằng nam từ liêm á tức là gì tức là nó là một cái mảng cổ phiếu nó có tích lũy và nó có dòng tiền vào và nó là một cái mảng cổ phiếu mạnh của một dòng á nhưng mà nó sẽ bị kìm hãm bởi những cái mảng cổ phiếu kia lại đó, nên là chị nào có mua với cái mã cổ phiếu này nghĩa là có thể canh tích lũy hoặc là canh rũ bỏ ra là gì mình là vẫn có thể mua được nhưng mà khi mà chị nắm ví dụ như cái mã cổ phiếu nó cá chậm á, thì chị cũng phải nắm đến thằng đó à, nhưng mà phải xét theo một cái góc độ thì nam Tư liêm rất là đẹp đây là một cái mã cổ phiếu em thấy rất là rất đẹp á. cực kỳ đẹp luôn à, nhưng mà chị hơi tiếc là dòng bóng sẵn thì cái sóng sánh nó không có rồi cho thấy thằng này rất ok nha rất ok đã thì nếu như nào mà có thằng nếu mà chuối trên mạnh hoặc là ok thì chị có thể theo dõi thằng nam liêm à, còn các cái mã cổ phiếu còn lại thì cứ đợi nó test lại mà đánh nhịp hồ thôi nói chung cứ đợi dg tết lại này cái biên rơ này một này hai này thì em nghĩ là với cái biên rơ này thì phải test tầm khoảng 3 lần ba lần thì theo dõi được nha dg này đất xanh này đã hiện tại nó đang rơi này rơi này một này thì sắp tới nó sẽ test lại lần hai lần ba chẳng hạn thì chỉ có thể dọn đó là sao Novaland đó. Novaland thì cái biên rơi nó hơi lớn những cái mà cổ phiếu mà cái biên rơi nó càng lớn thì thì cái thời gian nó test của nó nó sẽ càng lâu anh chị phải luôn nhớ một cái điểm nha những cái mà cổ phiếu cái biên rơi nó càng lớn thì cái thời gian nó test nó sẽ càng lâu ví dụ nếu mà sắp tới những cái mà cổ phiếu như thằng đất xanh này với thằng DG đó, em nghĩ là nó sẽ lên nhanh hơn thằng, thằng Novaland bởi vì Naruna Volan cái biên độ từ đỉnh nó rơi xuống nó bị lớn á nên người là nếu mà sắp tới mà chị nào chọn sớm á chọn đánh nhịp hồi thì mới anh chị theo dõi một số những cái mặt cổ phiếu như là thằng DG đất xanh với là thằng xe thì em thấy là vẫn lớn nha thì em thấy là cái thời gian con mặn nó sẽ lâu á nên là nếu mà ok nhất thì em nghĩ là đánh nhịp hồi thì đất xanh với lại DG thì nó sẽ là ok nhất hay hai là cái sự lựa chọn hoặc là phát đạt ok ha phát đạt DG và là đất xanh là ba cái mặt cổ phiếu chỉ có thể canh lại những cái nhịp điểm cái đấy thì chị có thể làm biết được nha ok ba cổ phiếu này rồi nhóm khu công nghiệp đi khu công nghiệp khu công nghiệp thì cũng đánh nhịp hồi ra ta canh điểm test lại cái chết này rồi kbc này cứ canh những điểm test lại thôi vậy rồi vgc này đó thì nó đang hồi này ví dụ nó rơi này gì hôm nó rơi này nó hồi này. thì, thì nó sẽ có những điểm bắt bắt lại bắt lại tầm khoảng hai ba nhịp gì đó thì anh chị có thể theo dõi ok ha là kbc này rồi sc này à, em thấy là đang test lại vô nó vẫn thấp thôi anh chỉ có đợi nó test lại tầm khoảng hai ba lần thì anh chị có thể theo dõi được này có ví dụ như này anh chị đây này ví dụ nó rơi này anh chị anh nó rơi xuống nó rơi này test này test một này test hai này test ra cái mã cổ phiếu này test bốn lần thì nó mới lên đó, hoặc là họ có ví dụ nó rơi nữa vậy nó ví dụ nó rơi xuống này nó test một lần này nó test hai lần thì nó mới lên này đó, họ có rơi xuống này test một này test hai này nó mới lên này đó, những cái mã cổ phiếu nào cái biên rơi mà nó nhiều nhiều thì nghĩa là nó phải test lại nhiều lần thì nó mới lên được hoặc có nhiều nó rơi này vậy đó, rơi xuống này test này hai lần này lên này đã thì chỉ có thể canh những cái nhịp test để anh chị mua À, với các cái cổ phiếu à, ví dụ nó ví dụ những cái biên rơi mà nó lớn ấy, thì anh có thể test lại tầm khoảng ba lần à, biên rơi lớn thì có thể test tầm khoảng ba lần đó nên là những cái mà cổ phiếu mà anh chị theo dõi thì những cái mà cổ phiếu như vậy đó, gvr này ở gvr đang rơi này đã thì em thấy là nó nghe nó giảm bình thường ví dụ như chị nói là nghe nó nhiều nhiều những cái mặt cổ phiếu này nó giảm thì nó sống thấy là bình thường chứ. bởi vì những cái mặt cổ phiếu này nó giảm thì kiểu nó phải test lại thôi không thấy có vấn đề gì hết đó. ok ha ok cứ, anh chị cứ theo dõi những điểm test lại đó ví dụ như là nhóm khu công nghiệp này đầu tư công tương tự em đánh giá là với những cái biên rơi này của những cái mặt cổ phiếu đầu tư công nha phải test ba lần Đó, nói chung là những cái mặt cổ phiếu này cứ anh chị cứ canh test ba lần cho em hoặc là ksb này Đó, cứ canh test ba lần mua những cái mặt cổ phiếu này hai lần là chưa có đủ những cái mặt cổ phiếu này phải ba lần nha hoặc là nếu mà tức là hoặc là nếu mà những cái mặt cổ phiếu này mà có test hạ lại hai đáy á, thì hai đáy của nó nó phải là cái hai đáy lớn nó phải là hai đáy lớn anh chị ha bởi vì sao bởi vì cái biên rơi này nó quá lớn đây này tức là gì tức là ví dụ như cái mặt cổ phiếu nó rơi với cái biên độ như này thì nếu mà chị muốn mua thì chị phải cho nó hai cái hai cái đấy lớn luôn đó phải hai cái đây lớn như này chị hai hai đáy lớn tức là hai đây lớn là nào tức là hai đáy tức là cái khoảng thời gian tạo của một đáy của nó tức là cái khoảng thời gian tạo đi một và cái khoảng thời gian tạo đi hai nó phải nó phải dài này anh chị không đó còn ví dụ như là cái mặt cổ phiếu mà cái biên rơi mà nó 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 lớn quá thì thì thì, thì cái mặt cổ phiếu nó test hai lần là không đủ ví dụ cái biên rơi này à, ví dụ nó rơi này chị không thì cái mặt cổ phiếu nó phải test một này hai này ba là phải test bốn lần thì mới lên được bởi vì, bởi vì cái đoạn bơ này là lớn này những cái mà cổ phiếu nào rơi càng lớn thì cái 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 cái, cái điểm test của nó nó phải càng nhiều nếu mà cái những cái nhịp test của nó tức là như này nè để nói về dễ hiểu nha nếu một mà cái mà cổ phiếu cái pin rơi nó càng lớn thì nếu mà những cái đáy của nó test lại mà cái khoảng thời gian nó ngắn khoảng thời gian nó ngắn nào ví dụ cái đáy một và đáy hai của nó là chỉ có tầm khoảng hai ba ngày và đáy hai của, của ba, đáy 3 của nó tầm khoảng cái hai ba ngày á thì sao thì nó phải test nhiều lần ví dụ như này 1 này, 2 này, 3 này, 4 lần. Thì ví dụ bốn cái đáy này thì nó phải tầm khoảng 2 tuần thì mình lên được. Đạo hoặc là gì? Hoặc là nó có thể là cộng lại hai cái đấy, hai cái đáy nhỏ. Xin lỗi chị, hoặc là có thể là cộng lại hai cái đáy lớn, tức là cái đáy, một cái đáy một là một tuần và một cái đáy hai là tầm khoảng tuần nữa thì nó mới có thể đi lên cái đoạn này. Anh chị hình dung không? Tức là gì? Tức là nếu mà một cái mặt cổ phiếu mà cái pin rơi nó lớn á, nếu mà nó những cái đáy của nó nó test lại trong một cái thời gian ngắn, tức là cái khoảng cách giữa đáy một đáy hai trong một thời gian ngắn thì nó phải test lại nhiều lần. Ví dụ như là À, từ đấy 2 đến mấy tức là từ đấy 1 đến 2 là 2 3 ngày. Từ đấy 2 đến đấy đấy là từ đấy 2 đến đấy 3 là tầm 2 3 ngày nữa. Thì cộng lại là tầm khoảng tuần rưỡi đến 2 tuần. Anh nhìn như không? Đó, hoặc là ví dụ những cái mà cổ phiếu nó có thể test lại một cái đấy 1. Đó, tức là đấy 1 tầm khoảng 1 tuần chẳng hạn. Đó, hoặc là nó rủ nó đấy 2 tầm khoảng tuần nữa thì nó mới có thể đi lên được. Anh nhìn như cái điều này không? Đó, nên là những cái mà cổ phiếu mà cái biên rơi lớn thì anh chị phải lưu cái điểm đó nha. Đó, biên rơi biên rơi ngắn thì cái mà cổ phiếu nó nó, nó có thể là test ít thôi. Ok. Ok, quay lại là CG FCN đó thì theo dõi cùng một số cổ phiếu như vậy đầu tư công thì mới là đến nhịp hồi thì nó sẽ ok họ phát thì vẫn đang hồi này nói chung là mới là đợi để test lại ta thường những cái mặt cổ phiếu nó rơi này chị. đã có nó rơi này đã thường là sẽ có test lại này đã có gì nó rơi này test lại này là họ là rơi này test lại này test lại test lại này rơi này test lại này test lại này đi lên này đó họ là rơi này test lại này test lại đi lên này đó nên là những cái mặt cổ phiếu kiểu anh chị có đợi nó rồi tới lại nhưng mà thấy là với những cái mặt cổ phiếu dòng thép á, thì mới là với nếu mà cái gì sắp tới mà dòng thép nó hồi thì mới là họ phát nó sẽ lên chậm nhưng mà cái nền của thằng họ phát tôi nó đẹp đó, nam kim mà ví dụ đang rơi này, đúng không anh chị cứ rơi đợi nó hồi để điểm tới lại tới lại căn mùa à, có gì nam kim này hoặc là hoa sen nếu dòng thêm gì muốn nhảy thì căn nam kim hoặc là sang ví dụ đang rơi này về hỗ trợ này hồi, này hồi này hồi này thì canh những điểm tết lại tết lại mua được à, thì đánh giá là cái phơm nó chính như vậy thôi ok ha ở à, tìm thấy là ví dụ thép này hoặc là ví dụ nhóm bất động sản hoặc là chứng khoán hoặc là khu công nghiệp đầu tư công thì mới là sắp tới sẽ mua những điểm tết lại là chính À, bởi vì cái biên rơi nó lớn thì nhiều những cái mảng cổ phiếu nó tết lại tầm khoảng hai ba lần ok ha thì đó cái tinh thần chung cũng như làm hướng dẫn qua à, với anh chị trong cái nhìn sắp tới với các cái mặt với các cái cổ phiếu đó à, thì à, trong trong khách hàng thì anh chị ở trong trong khách hàng thì em sẽ định hướng với mọi người kỹ hơn với các cái điểm mua trong phiên như thế này à, bởi vì anh chị luôn là ví dụ khi mà anh chị mua những điểm tết lại hoặc là ví dụ anh chị mua những cái mảng cổ phiếu mà nó mà những cái mảng cổ phiếu nó có trên mạnh đó tức là những cái mảng cổ phiếu có trên mạnh thì mình sẽ mua kiểu khác mà những cái mảng cổ phiếu mà có trên mà nó cái biên rơi lớn thì mình phải mua cái kiểu khác ví dụ như em thấy là có nhiều gì nha cái mà cổ phiếu nó cái điểm mua mà anh chị không dám mua tức là anh chị nghe video thằng đạt gì á ờ, ví dụ là thằng đạt nó nói ok tết ok ok nhưng mà sao nhưng mà chiều chừng đúng điểm á là anh chị là không dám mua đó nên anh chị muốn đồng hành cùng em trong khách hàng để em có thể định hướng một người kỹ hơn trong viên á hoặc là à, tức là bơm oxy si cho anh chị là anh chị phải giải ngân các cái mặt cổ phiếu như nào á thì anh chị có thể liên hệ qua bạn trợ lý của số điện thoại thêm cả địa dưới màn ok anh chị ha để có thể đăng ký vào room à, sắp tới chúng ta đồng hành cùng nhau rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi cái video của em ngày hôm nay và trước khi mà chị rời đi thì anh chị nhớ nhấn giúp em một cái nút like nha à, nhấn một cái nút like À, cũng như là một cái nút đăng ký kênh, à, subscribe kênh nếu chị chưa đăng ký hoặc là xem video thứ hai thì có thể để lại một cái lời bình luận phía dưới nữa nha. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. À, đăng ký vào động khách hàng thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý web à, là bạn Dung. OK, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. À, chúc anh chị gia đình của mình à, có một buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video à, cũng như trong các buổi livestream của em sau. chị xin chào cả nhà.